Chào mọi người, mình là Trang Nguyễn. Hôm nay mình ở đây để mình chia sẻ cho mọi người một cái tin vui. Đó là năm 2022 này mình muốn chia sẻ cho mọi người một cái thông tin về những cái cơ bản về SC, giống như là một số cái điều mà mình đã từng nói một số anh em ở trên group á, một số anh em chơi chung. Thì năm nay mình dự định ra một cái khóa học miễn phí cho những anh em nào đang có ý định tham gia về trong thị trường SC. Thì khóa học này tất cả mọi thông tin đều mức cơ bản. Mình hy vọng là thông qua khóa học này sẽ giúp cho mọi người rút ngắn được cái giai đoạn nào đó quá trình nghiên cứu cũng như là tìm hiểu thị trường SC. Tất cả những câu hỏi cơ bản hoặc những cái chỉ mục đầu dòng mình sẽ cố gắng liệt kê và tóm gọn lại để cho mọi người tiếp cận được cái thị trường nhanh nhất có thể. Thì hy vọng đây là một tín hiệu tốt trong năm 2022. Bây giờ mình sẽ qua cái file Google nhé. Thì cái file Google này nó sẽ chứa thông tin của toàn bộ những cái gạch đầu dòng cũng như là những chủ đề mà mình sẽ liên tục cập nhật trong cái thời gian sắp tới để giúp cho bạn có thể có được một cái góc nhìn nhanh về tiếp cận được thị trường nhanh hơn. Cái địa chỉ của cái file Google này mình để dưới đường link ở phía dưới video clip này, thì bạn hãy vô đó xem, hoặc là có thể này sẽ được cập nhật sau về những cái video clip tiếp theo. Nội dung của cái file này mình sẽ liên tục cập nhật trong cái thời gian mà mình diễn ra cái khóa học này, cho nên là mọi người lưu ý là mình sẽ lưu cái file này lại nhé, tại vì mình có thể mình sẽ thay đổi. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái file Google. Với cái file Google này mình đã liệt kê một số cái gạch đầu dòng. Nếu như mà anh em đang quan tâm một cái chủ đề nào đấy thì mình rất là mong anh em hãy comment ở phía dưới cái video này để mình biết mình sẽ nên nèm thêm những cái chủ đề nào khác nữa cho anh em. Ở trong cái file Google này thì mình sẽ thấy được một số cái góc nhìn như này về nghiên cứu sản phẩm, về sử dụng cửa hàng này, góc nhìn toàn cảnh chăm sóc khách hàng. Thì tất cả những cái nội dung này mình sẽ liên tục cập nhật. Dĩ nhiên đây là những cái khu vực mình sẽ có một khu vực link tham khảo. Ở đây là cái khung thôi. Trong thời gian sắp tới thì mình sẽ cố gắng điền đầy đủ trước cái giai đoạn Tết, hoặc là trong cái giai đoạn Tết mình sẽ cố gắng làm hoàn tất cái nội trình và cái mong muốn của mình trong năm 2022 này. Đây là một cái video clip thông báo. Hy vọng tất cả anh em đang theo dõi trong cái thời gian vừa qua luôn ủng hộ mình. Nếu mà các bạn thấy cái nội trình này thú vị, hãy cho một cái nút like kèm một cái lượt đăng ký. Đấy là cái nguồn động lực rất lớn để cho tiếp tục làm những cái thứ miễn phí hoặc là những cái chia sẻ gì đó giúp cho anh em. Cảm ơn anh em đã xem video clip này.